Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội 24 giờ. Đây là con đường trục phía nam của Hà Nội. Một ngày không xa nữa, có thể là năm 2020, thì những người dân ở khu vực phía tây nam Hà Nội có thể đi thẳng từ đây về đến Hà Nam. Và khi đó cái cao tốc pháp vân cầu rẽ hay là quốc lộ 1A có thể sẽ được giảm tải. Con đường này hiện kết nối từ trung tâm tỉnh lỵ của Hà Đông và nó đi qua 4 quận huyện của Hà Nội, bao gồm cả Thanh Oai, Ứng Hòa và Phú Xuyên. Câu chuyện về con đường này thì nó còn dài lắm, xin phép kể cho quý vị và các bạn ở một cái video khác. Một phần của con đường này thì nó được thực hiện theo cái hình thức BT. Và cái khu đô thị mà các bạn đang thấy là một cái dự án đối ứng mà Hà Tây cũ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thanh toán cho nhà đầu tư đã thi công cái tuyến đường này. Nếu tính về diện tích, đây là một trong những cái khu đô thị lớn nhất của Hà Nội. Diện tích của nó là khoảng 416 hectare. Trước đây nó thuộc về công ty Cienco 5. Tuy nhiên thì có vẻ như là Cienco đã không đủ năng lực để triển khai cái dự án khu đô thị Thanh Hà này. Và cuối cùng thì dự án nó bị thâu tóm bởi tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Với việc hạ tầng nó đang ngày càng được đầu tư và hoàn thiện thì khu đô thị này đang được thay ra đổi thịt từng ngày. Và cái thị trường bất động sản ở đây nó còn sôi động hơn nữa khi mà giá các cái căn hộ ở đây nó được coi là rẻ nhất của Hà Nội. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả những cái căn nhà ở xã hội nữa. Dù giá các căn hộ ở đây khá rẻ nhưng mà tiện ích ở đây thì nó cũng đang được đầu tư không ngừng khi mà ở giữa những cái khu đất trống thì có khá nhiều trường học đang được xây dựng. Từ mầm non cho đến trung học phổ thông và cả trường quốc tế lẫn bệnh viện nữa. Cái hệ thống giao thông ở đây nó cũng đã hoàn thiện và kết nối với cái mạng lưới giao thông quốc gia. Và đặc biệt ở đây nó còn cũng vừa khánh thành một cái công viên nước khá lớn như các bạn đang thấy ở phía trước. Cái cổng công viên này làm tôi liên tưởng đến công viên Disneyland. Công viên nước Thanh Hà thì là một trong những cái tiện ích mà Mường Thanh đã xây dựng cho khu đô thị này từ năm 2018. Và nó mới được đưa vào sử dụng vào đầu mùa hè này. Công viên này rộng khoảng 3 hectare và là một trong những cái công viên nước ngoài trời lớn nhất của Hà Nội hiện tại, với khá nhiều những cái trò chơi cảm giác mạnh. Theo tôi được biết thì giá vé ở công viên nước này nó vào khoảng từ 140.000 đến 170.000 cho một vé người lớn và khoảng 110.000 đến 140.000 cho vé trẻ em tùy từng cái thời điểm. Có thể là cuối tuần thì giá vé sẽ đắt hơn. Và với cái giá vé này thì bạn sẽ được tham gia tất cả các cái trò chơi ở bên trong công viên nước này. Trong cái điều kiện Hà Nội nó đang thời tiết khá là nóng như thế này thì được đi công viên nước thì nó khá là ổn. Sau này nếu mà cái tuyến đường nó được nối thông thì nếu mà đi từ Nguyễn Xiển đến cái công viên nước này chắc thì mất khoảng 15 phút thôi, cũng khá là tiện đường rồi. Còn nếu không thì bạn sẽ có thể phải lên tận Hồ Tây để chơi công viên nước ngoài trời trên đó. Ở trung tâm của khu đô thị Thanh Hà là một cái hồ điều hòa rộng khoảng 30 hectare. Các bạn có thể thấy những cái chú thiên nga cả đen cả trắng đang tung tăng bơi lội ở dưới hồ. Ở khu vực ven hồ là các cái tòa căn hộ và
có cả một bể bơi 4 mùa và một cái khu liên hợp thể thao nữa. Ở đây cũng đã có khá nhiều những cái trường học đã được đưa vào sử dụng rồi. Và nhiều trường học thì được phân bố đều ở các cái khu vực ở trong khu đô thị. Tôi không nhìn thấy những cái dãy biệt thự nào ở đây, bởi vì đơn giản là ở đây chưa có các cái sản phẩm bất động sản nào về biệt thự, và hiện mới chỉ có các cái tòa căn hộ cao tầng, và các cái khu vực khác thì Mường Thanh này bán đất nền để dân tự xây dựng, nó khá là đặc biệt. Cũng ở đây cũng không như các cái tòa căn hộ khác mà Mường Thanh xây ở trong gần khu vực nội đô, nó cao vọt về chiều cao và quy mô. Ở đây các bạn có thể thấy các cái căn hộ nó khá là tương đồng về thiết kế, và cái chiều cao của nó cũng không 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 lớn, chỉ khoảng 20 tầng thôi. Các tòa căn hộ ở đây thì cũng lấy tên là HH và kèm theo số thứ tự. Ở mặt đường trục phía Nam thì tôi thấy đã có khoảng 6 tòa căn hộ đã được đưa vào sử dụng từ trước Tết. Còn loại này là 5 5 tòa thì hiện đang hoàn thiện để chuẩn bị đón các cái cư dân mới. Với giá căn hộ khá rẻ, chỉ từ khoảng 9,5 đến 10,5 triệu trên 1 m². Tôi thấy nó được coi gần như là phá giá thị trường bất động sản ở cái phân khúc căn hộ cao tầng. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả giá nhà ở xã hội nữa. Nghĩa là với một căn hộ ở đây thì tính trung bình có giá khoảng từ 500 đến 650 triệu một căn. Và hiện tại nó đang thu hút rất là nhiều những cái hộ gia đình mà có thu nhập trung bình và đang mơ ước có một cái căn căn nhà ở Hà Nội. Khu vực phía Tây Nam của Hà Nội thì từ lâu nó cũng không có nhiều những cái dự án bất động sản tầm cỡ, do cái hạ tầng giao thông nó bị trì trệ triển khai. Tuy nhiên thì với cái việc các cái dự án giao thông trọng điểm hướng tới khu vực này nó đang hứa hẹn về đích trong trong tương lai gần, thì đây sẽ là những cái tín hiệu tích cực với cái thị trường bất động sản và phát triển kinh tế vùng. Con đường trục phía Nam thì sẽ thông với đường Nguyễn Xiển tại cái khu vực công viên Chu Văn An ở chỗ cái dự án The Manor của Bitexco ấy. Khi đó thì cái việc di chuyển về trung tâm nó sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Hơn nữa thì chính cái chủ đầu tư của khu đô thị Thanh Hà này thì đã và đang triển khai rất là nhiều những cái tiện ích phục vụ cộng đồng, và với cái việc mà biến ước mơ có một cái căn nhà thành hiện thực của một bộ phận dân cư, thì có rất nhiều những cái cư dân mới đã chuyển về đây. Mặc dù là quy hoạch ở bên trong thì tôi thấy vẫn là khá là nôm cơm và nó thực sự không được chuyên nghiệp như các cái khu đô thị khác mà tôi từng ghé thăm. Nhưng có vẻ những cái bước đi của chủ đầu tư ở đây nó phù hợp với lại cái thời cuộc. Khu đô thị Thanh Hà thì tôi thực sự thấy là nó đang tạo ra những cái làn sóng di cư mới cho khu vực phía Tây Nam của Hà Nội. Phần lớn là những cái gia đình ngoại tỉnh. Thực ra nếu là tôi thì tôi cũng để ý đến cái khu vực này vì nó tiện đường về quê sau này, và nó cũng có khá nhiều những cái tiện ích cơ bản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip này. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách bấm like, subscribe và comment ý kiến của quý vị ở dưới video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cái video tiếp theo.